công ty bảo hiểm nước ngoài hay là cả Việt Nam đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì đều do Bộ Tài chính mình quản lý hết, và Bộ Tài chính mình quản lý thông qua Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm. Và nhà nước của mình, Bộ Tài chính mình cũng có ra hẳn một cái luật kinh doanh bảo hiểm, trong đó có quy định về vốn pháp định, vốn điều lệ, về ký quỹ, về nguyên tắc đầu tư. Bộ Tài chính bắt buộc tiền mà các công ty bảo hiểm đi đầu tư đó là phải đầu tư ở tại Việt Nam, nó xây dựng các công trình công cộng, các cái trường học, bệnh viện hay gì đó ở Việt Nam. Và các công ty tài chính này không được phép mang tiền của Việt Nam ra nước ngoài. Rồi các công ty này đầu tư vào những cái lĩnh vực gì ở Việt Nam cũng được cho Bộ Tài chính của mình quản lý. Và hiện AIA thì có một số vốn điều lệ là hơn 3.200 tỷ đồng. Và thêm nữa đó Linh, là sản phẩm ở AIA thì trước khi tung ra thị trường thì cũng đã trình qua để Bộ Tài chính xem xét rồi. Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu xem những sản phẩm như thế này nè, nó có phù hợp với thu nhập của người Việt Nam mình hay không, những quyền lợi nó có đảm bảo rất tốt và tốt nhất cho người Việt Nam hay chưa, thì Bộ Tài chính mới cấp phép cho công ty mang ra thị trường giới thiệu đến mọi người. Và thêm nữa là AIA cũng đã khẳng định được cái thương hiệu 100 năm trên thế giới, 20 năm ở Việt Nam rồi, có rất nhiều khách hàng được chi trả, đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình. Và hiện nay là AIA là công ty có mức tăng trưởng cao nhất trong thị trường bảo hiểm. Thì đấy là cái mà mình có thể chia sẻ với khách hàng.